Em 18 tuổi. Bên em đã được cấp 4 bằng sáng chế. Tôi chỉ thèm khát năng lượng của giới trẻ. Bọn em chưa là người tinh phong. Sản phẩm bên em chưa có ai có hết. Cái đó nó xưa. Sao nói thế là em phản đi viện. Đừng nhìn vào doanh thu của em, nhìn vào cái khát vọng của Pearlang. Chưa được cái miếng ngồi ngon nào cả. Tôi sẽ giật lưu của Trung Thái. Thương vụ bạc tỷ, Shark Tank Việt Nam mùa 7 phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Casper chỉ một chất men sánh ngàn hành tiêu.